Cô chào tất cả các em. Cô rất vui vì được đồng hành cùng các em trong tiết toán ngày hôm nay. Để tiết học đạt hiệu quả, các em cần chuẩn bị cho cô những đồ dùng học tập như sau. Sách giáo khoa toán lớp 2, vở, bút chì, thước kẻ. Trong khi học, các em cần chú ý quan sát, lắng nghe và tập trung nghe cô giảng bài nhé. Các em đã chuẩn bị sẵn sàng chưa nào? Nếu đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, chúng ta cùng nhau vào bài học nhé. Và bây giờ, chúng ta cùng nhau vào phần khởi động nào. Cô có bài toán như sau. Mời các em lấy vở ra và làm bài vào vở. Tính chu vi hình tam giác có các cạnh lần lượt là 3 dm, 4 dm và 6 dm. Các em làm bài xong chưa? Mời các em đối chiếu bài của mình với bài của cô nhé. Bài giải. Chu vi hình tam giác là 3 cộng 4 cộng 6 bằng 13 dm. Đáp số 13 dm. Qua bài toán trên, các em hãy cho cô biết muốn tính chu vi hình tam giác ta làm thế nào? À, như vậy. Tổng độ dài các cạnh của hình tam giác là chu vi của hình đó. Các em cần nhớ rõ để áp dụng vào các bài tập về sau nhé. Ta đã học rất nhiều phép tính cộng, trừ, nhân, chia với các số khác nhau. Để biết được số 1 có điều gì đặc biệt, cô và các em cùng tìm hiểu bài. Số 1 trong phép nhân và phép chia. Chúng ta cùng tìm hiểu phần 1. Phép nhân có thừa số 1. Cô có phép nhân sau. A 1 nhân 2 bằng. Vậy bạn nào cho cô biết trong phép nhân này 1 được lấy mấy lần? À, trong phép nhân này 1 được lấy 2 lần. Vậy các em hãy chuyển phép nhân thành tổng các số hạng bằng nhau cho cô nào. Phép nhân có tổng các số hạng bằng nhau là 1 x 2 bằng 1 cộng 1. Vậy 1 cộng 1 bằng mấy? À, 1 cộng 1 bằng 2. Vậy 1 x 2 bằng bao nhiêu nào? 1 x 2 bằng 2. 1 x 2 bằng 1 cộng 1 bằng 2. Vậy 1 x 2 bằng 2. Các em nắm được chưa nào? Cô có phép nhân tiếp theo. 1 x 3 bằng. Các em hãy quan sát phép nhân này và cho cô biết trong phép nhân này 1 được lấy mấy lần? À, trong phép nhân này 1 được lấy 3 lần. Tương tự như vậy, các em hãy chuyển phép nhân này thành tổng của các số hạng bằng nhau cho cô nào. À, phép nhân có tổng các số hạng bằng nhau là 1 cộng 1 cộng 1. Vậy 1 cộng 1 cộng 1 bằng mấy? À, 1 cộng 1 cộng 1 bằng 3. Vậy 1 x 3 bằng bao nhiêu? À, 1 x 3 bằng 3. 1 x 3 bằng 1 cộng 1 cộng 1 bằng 3. Vậy 1 x 3 bằng 3. Tương tự như vậy, cô có phép nhân 1 x 4. Với phép nhân này, các em hãy chuyển phép nhân thành tổng có các số hạng bằng nhau cho cô nào. À, phép nhân có tổng các số hạng bằng nhau là 1 x 4 bằng 1 cộng 1 cộng 1 cộng 1. Vậy 1 cộng 1 cộng 1 cộng 1 bằng bao nhiêu? À, 1 cộng 1 cộng 1 cộng 1 bằng 4. Vậy 1 x 4 bằng mấy nào? À, 1 x 4 bằng 4. Các em hãy quan sát cả ba phép tính.
1 x 2 bằng 2, 1 x 3 bằng 3, 1 x 4 bằng 4 và cho cô biết. Em có nhận xét gì về thừa số thứ nhất trong mỗi phép tính nào? À, thừa số thứ nhất trong mỗi phép tính đều là 1. Vậy, em có nhận xét gì về thừa số thứ hai và tích trong mỗi phép tính nào? Thừa số thứ hai và tích trong mỗi phép tính đều giống nhau. Các em nắm được chưa nào? Qua nhận xét vừa rồi, các em hãy cho cô biết trong phép nhân của 1 với một số nào đó thì tích có điều gì đặc biệt? À, điều đặc biệt đó là số 1 nhân với số nào cũng bằng chính số đó. Ngoài những phép nhân trên, em hãy tìm cho cô một vài ví dụ phép nhân có thừa số 1 nào. À, cô có 1 x 20 bằng 20, 1 x 30 bằng 30. Các em biết vì sao cô biết được không? À, bởi vì số 1 nhân với số nào cũng bằng chính số đó. Đó chính là ghi nhớ đầu tiên. Các em nắm được chưa nào? Cô và các em cùng đi tiếp phần B. 2 x 1 bằng. Bạn nào cho cô biết 2 x 1 bằng mấy? À, 2 x 1 bằng 2. Dựa vào đâu chúng ta biết được 2 x 1 bằng 2 nào? À, chúng ta biết được 2 x 1 bằng 2 bởi vì các em dựa vào bảng nhân 2. Ngoài dựa vào bảng nhân 2, vì sao chúng ta lại biết được 2 x 1 bằng 2? À, chúng ta biết được điều đó bởi vì 2 được lấy một lần. Các em hiểu chưa? Cô có phép tính tiếp theo. 3 x 1 bằng. Bạn nào cho cô biết 3 x 1 bằng mấy? 3 x 1 bằng 3. Vậy thì dựa vào đâu chúng ta tính được 3 x 1 bằng 3 các em? À, dựa vào bảng nhân 3. Và chúng ta còn dựa vào bởi vì 3 được lấy 1 một lần. Các em hiểu chưa nào? Cô có phép nhân 4 x 1 bằng. Bạn nào cho cô biết 4 x 1 bằng mấy? À, 4 x 1 bằng 4. Các em hãy chú ý tất cả 3 phép tính. 2 x 1 bằng 2, 3 x 1 bằng 3, 4 x 1 bằng 4. Và các em cho cô biết vì sao các em biết kết quả nhanh như vậy? À, chúng ta biết được kết quả nhanh như vậy bởi vì các em đã được học trong bảng nhân 2, bảng nhân 3 và bảng nhân 4. Ngoài ra, chúng ta còn biết được điều đó vì 2 được lấy một lần, 3 được lấy một lần và 4 cũng được lấy một lần. Các em nắm được chưa nào? Các em hãy quan sát các phép tính trên và cho cô biết các em có nhận xét gì về thừa số thứ hai trong mỗi phép tính nào? À, thừa số thứ hai trong mỗi phép tính đều là 1. Vậy, các em hãy cho cô biết các em có nhận xét gì về thừa số thứ nhất và tích trong mỗi phép tính nào? À, thừa số thứ nhất và tích trong mỗi phép tính đều bằng nhau. Các em nắm được chưa nào? Qua những nhận xét vừa rồi, bạn nào cho cô biết trong phép nhân của một số nào đó với 1 thì tích có điều gì đặc biệt? À, tích có điều đặc biệt là số nào nhân với 1 cũng bằng chính số đó. Chúng ta có 3 phép tính nhân, phép nhân có thừa số 1. Vậy gì thì các em hãy tìm cho cô một vài ví dụ nữa. Có phép nhân có thừa số 1 nào?
À, chúng ta có một vài ví dụ sau. 20 nhân 1 bằng 20. 40 nhân 1 bằng 40. Các em nắm được chưa? Các em hãy nhắc lại cho cô nào, ghi nhớ nào. Số nào nhân với 1 cũng bằng chính số đó. Cô và các em vừa tìm hiểu phép nhân có thừa số 1. Vậy trong phép chia có số 1 thì như thế nào? Cô và các em cùng chuyển sang phần 2 nhé. Phép chia cho 1. Cô có phép tính 1 x 2 bằng 2. Từ phép tính trên, ta có thể lập được mấy phép tính chia tương ứng nào? À, từ phép tính trên, ta có thể lập được hai phép tính chia tương ứng. 1 x 2 bằng 2. 2 chia 2 bằng 2 chia 1 bằng 2. 2 chia 2 bằng 1. Trong hai phép chia này, cô và các em giữ lại phép chia 2 chia 1 bằng 2. Bởi vì cô và các em đang tìm hiểu phép chia cho 1. Các em nắm được chưa nào? 1 x 2 bằng 2. Vậy 2 chia 1 bằng 2. Cô có phép tính 1 x 3 bằng 3. Từ phép nhân này, em hãy chuyển thành phép chia tương ứng cho cô nào. À, 1 x 3 bằng 3. 3 chia 1 bằng. Vậy, 3 chia 1 bằng mấy? À, 3 chia 1 bằng 3. Cô có phép tính 1 x 4 bằng 4. Từ phép nhân này, em hãy chuyển thành phép chia tương ứng cho cô nào. À, 1 x 4 bằng 4. Ta chuyển thành phép chia tương ứng là 4 chia 1. Vậy, 4 chia 1 bằng bao nhiêu? À, 4 chia 1 bằng 4. Các em hãy quan sát cả ba phép tính và cho cô biết. Ta có nhận xét gì về số chia trong mỗi phép tính nào? À, số chia trong mỗi phép tính đều là 1. Các em hãy so sánh số bị chia và thương trong mỗi phép tính cho cô nào. Số bị chia và thương trong mỗi phép tính đều giống nhau. Vậy qua các nhận xét vừa rồi, em nào cho cô biết trong phép chia một số nào đó với 1 thì thương có điều gì đặc biệt? Các em hãy suy nghĩ và trả lời cho cô nhé. À, điều đặc biệt đó là số nào chia cho 1 cũng bằng chính số đó. Các em hãy tìm cho cô một vài ví dụ có phép chia cho 1 nào. À, cô có một vài ví dụ sau. 8 chia 1 bằng 8. 10 chia 1 bằng 10. Các em hãy tìm thêm cho cô một vài ví dụ nữa nhé. Các em hãy nêu lại ghi nhớ cho cô nào. À, số nào chia cho 1 cũng bằng chính số đó. Ví dụ trên cô vừa rút ra được ghi nhớ. Các em hãy nhẩm và đọc theo cho cô nào. Số 1 nhân với số nào cũng bằng chính số đó. Số nào nhân với 1 cũng bằng chính số đó. Số nào chia cho 1 cũng bằng chính số đó. Các em nắm được chưa? Để giúp các em vận dụng những kiến thức vừa học vào làm bài cho tốt, bây giờ các em cùng thực hành với cô nào. Cô mời các em mở sách giáo khoa trang 132. Chúng ta cùng vào bài tập số 1. Bài này yêu cầu chúng ta làm gì? À, bài này yêu cầu chúng ta tính nhẩm. Ở bài tập này, các em hãy lấy viết chì nhẩm nhanh và làm vào sách giáo khoa cho cô nhé. Chúng ta hãy làm bài này trong vòng 1 phút. Các em làm bài đi nào. Các em làm bài xong chưa? Các em hãy nhìn lên màn hình và so sánh bài của cô với bài của các em nhé. 1 x 2 bằng 2. 2 x 1 bằng 2.
2 chia 1 bằng 2, 1 nhân 3 bằng 3, 3 nhân 1 bằng 3, 3 chia 1 bằng 3, 1 nhân 5 bằng 5, 5 nhân 1 bằng 5, 5 chia 1 bằng 5, 1 nhân 1 bằng 1, 1 chia 1 bằng 1. Cô khen những bạn có kết quả giống với cô nào? Ở bài tập này, cô có một số câu hỏi dành cho chúng mình. À, vì sao các em tìm được phép tính 1 x 2 bằng 2? À, vì 1 nhân với số nào cũng bằng chính số đó. Vì sao các em tìm được phép tính 3 x 1 bằng 3 nào? À, vì số nào nhân với 1 cũng bằng chính số đó. Các em hãy nhìn phép tính tiếp theo. 5 chia 1 bằng 5. Do đâu mà các em lại có kết quả nhanh như vậy? À, do chúng ta dựa vào quy tắc 5 số nào chia cho 1 cũng bằng chính số đó. Các em ạ, chúng ta dựa vào phần ghi nhớ để làm bài tập này. Ngoài ra chúng ta còn có thể dựa vào bảng nhân 2, bảng nhân 3, bảng chia 2, bảng chia 5 để làm bài tập này nữa các em nhé. Qua bài tập số 1, chúng mình đã biết áp dụng kiến thức ở phần bài học để tính nhẩm rất là nhanh. Và bây giờ, cô mời chúng mình sẽ cùng nhau chuyển sang bài tập số 2. Bài 2 yêu cầu chúng ta làm gì nào? À, bài 2 yêu cầu chúng ta hãy điền số vào các ô trống còn thiếu trong mỗi phép tính. Các em hãy lấy viết chì ra và làm bài này vào sách giáo khoa cho cô nhé. Các em làm bài đi nào. Các em làm bài xong chưa? Nếu xong rồi, các em nhìn lên màn hình đối chiếu bài của các em với bài của cô nào. 1 x 2 bằng 2, 2 x 1 bằng 2, 5 x 1 bằng 5, 5 chia 1 bằng 5, 3 chia 1 bằng 3, 4 x 1 bằng 4. Cô khen những bạn có kết quả giống với cô nào? Qua bài học trên, cô và các em cùng rút ra được ghi nhớ. Vậy các em hãy đọc lại ghi nhớ cho cô nào. Ghi nhớ: số 1 nhân với số nào cũng bằng chính số đó. Số nào nhân với 1 cũng bằng chính số đó. Số nào chia cho 1 cũng bằng chính số đó. Các em hãy áp dụng những ghi nhớ này để làm bài vào vở bài tập nhé. Và xem trước cho cô bài tiếp theo, số 0 trong phép nhân và phép chia. Tiết học của chúng ta đến đây là hết rồi. Cô chúc các em chăm ngoan học giỏi.